Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Thi Việt. Cẩm Tú xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả, năng động. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin đáng chú ý nào nhé. Hôm nay sẽ bàn về việc diễn cảnh đáng sợ được Đốc Tam Hiệp bị vỡ, một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính. Lũ lụt đang càn quét các tỉnh miền Nam Trung Quốc được đánh giá là khốc liệt nhất trong 80 năm qua của nước này. Và đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử hay sông Trường Giang đang chịu một áp lực nước cực lớn, đặc biệt sau khi xuất hiện những hiện tượng đáng lo ngại liên quan đến chất lượng của công trình. Mùa mưa lũ chưa từng có trong 82 năm, lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào mùa mưa lũ hàng năm. Tuy nhiên, trong năm nay, lũ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới diễn ra với một mức độ khốc liệt chưa từng thấy. Kể từ năm 1940, đập Tam Hiệp vắt ngang sông Dương Tử nằm ở phía tây thành phố Nghi Dương, thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Công trình khởi công năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006, trở thành đập thủy điện lớn nhất thế giới với những thông số thực sự gây ấn tượng như dài 2.335m, cao 185m, cấu thành từ 28 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép. Hồ chứa của đập nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về phía thượng nguồn, cho phép tàu hàng tải trọng lớn di chuyển qua một khoảng cách khổng lồ là 2.250 km từ biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến tận thành phố Trùng Khánh. Khu vực sông Đông Tử đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp hiện đang trải qua đợt lũ lụt được đánh giá là lớn nhất trong 80 năm qua. Cơ quan thủy văn thành phố hai ngày trước đã phát đi cảnh báo lũ ở mức độ cao nhất và tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 40.000 người dân. Trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa đã phát hiện báo động đỏ trên sông Kỳ Giang, một nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử. Chỉ trong vòng 8 giờ sau đó, dòng nước đục ngầu đã quần quận trên các đường phố Trùng Khánh, nhấn chìm nhiều trạm xăng, cột đèn, buồng điện thoại công cộng trong thành phố. Mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp vào trung tuần tháng này đạt mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ, trong khi lưu lượng nước tăng lên 26.500m khối một giây. Chính quyền Trung Quốc từng tuyên bố rằng con đập được thiết kế với khả năng chịu đựng cơn lũ nghiêm trọng, chỉ xảy ra 1.000 năm một lần. Theo Thời báo Hoàn Cầu, con đập được cho là có thể chịu đựng được nước lên tới 175m và với lưu lượng nước có thể đạt tới 70.000m khối trên giây. Những cảnh báo về mưa lũ ở mức cao nhất đồng thời cũng được phát đi cho các cộng đồng dân cư ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử, bao gồm 10 tỉnh thành là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Các trận mưa lũ cho đến nay cũng đã gây ngập úng cục bộ tại 24 tỉnh thành ở Việt Nam nước này. Trên mạng xã hội trong những ngày qua xuất hiện nhiều video clip ghi lại cảnh nước dâng cao nhấn chìm nhiều thành phố và làng mạc ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, tính đến ngày hôm qua đã có gần 8,2 triệu người tại 10 tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó thì có 255.000 người phải sơ tán, tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu là 3,4 tỷ đô và 861.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại tại 26 địa phương và tỉnh thành. Tin tức bão lũ các địa phương cũng đã hỗn loạn với tình hình thời tiết. Một số cơ quan thông tin bị mất liên lạc do mưa lũ, do nhiều phương tiện hành nghề của họ bị nước cuốn trôi. Đặc biệt, mưa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đang gây ra nhiều lo ngại cho sự an toàn của đập thủy điện Tam Hiệp. Và đây có lẽ được coi là thử thách lớn nhất cho công trình được coi là biểu tượng này của Trung Quốc kể từ khi nó được khánh thành vào năm 2003 trước đó. Vào năm 2019, một ảnh chụp tiền vệ tinh của Google Maps dường như cho thấy hình ảnh đập Tam Hiệp có nhiều đoạn bị biến dạng, làm dấy lên những tin đồn về sự an toàn của đập. Đằng sau lời cảnh báo của chuyên gia thủy văn về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, mạng China Focus tiêu điểm Trung Quốc đóng trụ tại Mỹ mang Shanghai.com mới đây ước tính nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến 400 triệu người sinh sống ở phía dưới đập, bao gồm những người đang sinh sống tại các thành phố như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Wang Weilu, chuyên gia thủy văn người Đức gốc Hoa, khi trả lời phỏng vấn đài Radio France International mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Ông này đặt nghi vấn về sự an toàn của đập Tam Hiệp và cho rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo ông Wang, việc thiết kế, xây dựng và giám sát chất lượng công trình tất cả đều chỉ nằm do một nhóm chuyên gia thực hiện. Điều này đặt được nghi vấn rất lớn về sự an toàn của đập theo quan điểm khoa học. Chưa kể con đập đã được hoàn thành trong một thời gian quá ngắn, dẫn đến nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề về chất lượng mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trang mạng City One bằng tiếng Trung dẫn lại lời của ông Wang, chuyên gia bảo tồn nguồn nước của Trung Quốc, tỏ ra hết sức thất vọng với chính phủ trong vấn đề đập Tam Hiệp. Theo Wang, đã có một sự quan ngại sâu sắc về những vết nứt và chất lượng bê tông được phát hiện trong quá trình xây đập. Wang Weilu nói, việc vỡ đập sẽ có những hậu quả tàn khốc đối với dân chúng sinh sống ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử và họ đang chuẩn bị sơ tán trong thời gian sớm nhất có thể. Chuyên gia thủy văn này cho hay, ngay trong cuộc họp báo vừa qua, chính thức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc là Ye Yanchun cũng phải thừa nhận là mực nước trên ít nhất là 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên mức báo động. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp thực sự có vấn đề. Thử nhìn lại những tác hại mà đập Tam Hiệp gây ra, đập Tam Hiệp đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân Trung Quốc mà chủ yếu trong đó lượng điện năng quý giá cho nền kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhiều vấn đề tiêu cực đã đi theo cùng với dự án này, từ lúc mà nó mới là ý tưởng cho đến khi trở thành hiện tượng như hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức sông ngòi quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa, còn Ngân hàng Thế giới cũng đã từ chối cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác.
Vào giai đoạn dự án còn đang được vào thảo luận, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài đã kêu gọi thay vào đó nên nhiều xây dựng đập nhỏ các phụ lưu của sông Trường Giang mà vẫn kiểm soát được lũ và phát hiện có hiệu quả trong khi gặp ít nguy cơ hơn. Tuy nhiên, thì lời khuyên này đã không được lắng nghe, do gặp phải quá nhiều vấn đề, dự án đã bị trì hoãn tới gần 40 năm. Năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng thuyết phục được Quốc hội Trung Quốc thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1/3 đại biểu phản đối hoặc không tham gia bỏ phiếu, một điều rất ít thấy trên chiến trường Trung Quốc. Đáng chú ý, tại buổi lễ động thổ công trình năm 1994, Chủ tịch Giang Thành Dân đã không thể xuất hiện cùng với Thủ tướng Lý Bằng. Nhưng dù sao dự án đã được triển khai, cho dù trong suốt quá trình xây dựng đã xảy ra không ít bê bối liên quan đến tham nhũng, chất lượng công trình, những vấn đề mà đập Tam Hiệp gây ra cho đến nay gồm có làm gia tăng lượng trầm tích lắng đọng ở lòng sông phía trên thượng nguồn và trong hồ chứa nước đập Tam Hiệp. Lượng trầm tích gia tăng mạnh là một trong những thảm họa chính của đập Tam Hiệp. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng, ở mức nước trên phía con đập tăng lên, lưu lượng dòng chảy ở thượng nguồn đã chậm hơn so với trước đây và do vậy đất cát không thể dồn xuống phía dưới theo dòng chảy và do đó chúng được hồi tụ lại ở dòng sông phía trên và lại hồ nước. Cùng với thời gian thì lòng sông phía trên đập sẽ ngày càng cao dần lên, điều này làm việc gây ngập lụt sẽ dễ dàng và xảy ra hơn. Nguy cơ đe dọa đối với hai bên bờ sông ở hạ nguồn và toàn bộ lưu vực thung lũng sông Dương Tử do trầm tích lắng đọng ở vùng thượng lưu nên dòng nước trở nên trong hơn so không còn vùng xa và việc này làm xói mòn hai bên bờ sông hoàn lưu một cách dễ dàng hơn. Điều này dẫn đến bên bờ sông dễ bị sạt lở hơn, tạo ra nguy cơ lớn hơn cho dân chúng và cho đất đai, đặc biệt là khi xảy ra lụt lội. Ngoài ra thì có ít trầm tích hơn, làm cho đất đai của lưu vực của sông Dương Tử co hẹp lại và nước biển sẽ chảy ngược vào bờ gây xói mòn. Trong quá khứ, thành phố Thượng Hải nằm trong lưu vực của sông Dương Tử, được bồi đắp rộng ra về phía biển trung bình mỗi năm 40 m. Còn hiện nay thì thành phố đang đứng trước mối đe dọa bị chính đại dương lấn chiếm ngược trở lại, nhiều loài động vật thủy sinh bị đe dọa do con đập này mà các loài cá không thể vượt qua đập Tam Hiệp và tiến hành di cư theo mùa như trước đây. Do vậy tập tính, lối sống và đặc tính di chuyển của chúng đã thay đổi, đồng thời khu vực hồ chứa là nơi sinh sản của một số loài cá và nó sẽ bị hủy hoại cùng với việc xây dựng đập. Một số loài động vật dưới nước quý hiếm đang sinh sống ở sông Dương Tử hiện có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo ba chi Dương Tử và cá tầm của Trung Quốc chẳng hạn. Thảm họa địa chất gia tăng do việc xây dựng đập Tam Hiệp làm thay đổi môi trường địa chất nên những thảm họa liên quan đến địa chất đã diễn ra thường xuyên hơn trong khu vực hồ chứa nước. Các hiện tượng lở đất, lòng rác thải và động đất xảy ra thường xuyên hơn. Các điểm có khả năng xảy ra thảm họa cũng tăng lên tới 4.000 địa điểm. Mới làm thay đổi khí hậu lưu vực sông Dương Tử, với việc xây dựng đập Tam Hiệp vùng nước bao phủ vùng thượng lưu đã mở rộng ra rất nhiều. Trái lại, diện tích các hồ và vùng đất ngập nước dưới hạ lưu giảm đi. Khi lượng nước tăng lên sẽ có nhiều nước bay hơi hơn. Tương tự như vậy, nước ít đi thì lượng bay hơi cũng giảm xuống. Sự thay đổi này tác động đến khí hậu vĩ mô của lưu vực sông Dương Tử. Kết quả là các điều kiện dẫn đến hạn hán, lụt lội và nhiệt độ dọc sông Dương Tử đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Rất nhiều di tích văn hóa và địa điểm lịch sử bị chìm dưới làn nước. Để xây đập theo Tam Hiệp, một số rất lớn địa điểm lịch sử với nhiều di tích văn hóa đã chìm hoàn toàn hay một phần dưới làn nước, bao gồm trên 60 địa điểm thuộc thời đại đồ đá cũ, trên 80 địa điểm thuộc thời đại đồ đá mới và hơn 470 địa điểm lịch sử từ triều đại nhà Hán năm 202 trước Công nguyên cho đến năm 220 sau Công nguyên, đến triều đại nhà Minh năm 1368 cho đến năm 1644 sau Công nguyên và nhà Thanh năm 1644 đến năm 1911 sau Công nguyên. Đây là thảm họa không thể cứu vãn của đập Tam Hiệp và là một chất mất mát vô cùng lớn văn hóa đối với nền văn minh của đảng Trung Hoa. Mặc dù một số di tích văn hóa đã được chuyển đi trước khi xây dựng đập, trong số những địa điểm văn hóa bị ngập lụt có miếu Quất Nguyên, bảo tàng về nước Bạch Hạc, Luông Phủ Lăng, di sản văn hóa Đài Khê năm 5000 đến 3300 trước Công nguyên, đền Trung Phi, đường cổ, cổ đường Thành Phật Đế, đền Thạch Bảo Trại, làm bệnh sàn máng lăng xăng phía tây. Sàn máng là một loại bệnh do khí sinh trùng gây tác hại nghiêm trọng cho con người, làm hỏng gan, lá lách, đường tiêu hóa và thực quản. Trước đây bệnh sàn máng chỉ xảy ra ở vùng hạ lưu sông Dương Tử, do vật chủ trung gian là loài ốc sông mang mầm bệnh sàn máng không thể sống được trong dòng nước chảy xiết. Giờ đây khi nước ở hồ chứa Tam Hiệp hoàn toàn tĩnh mạch và chảy lờ đờ, điều này đã tạo điều kiện sống thích hợp cho loài ốc sông và bệnh sàn máng do vậy đã lan rộng sang phía tây khu vực Tam Hiệp, tỉnh Trùng Khánh và Tứ Xuyên, phải di cư một lượng lớn dân cư lên đến 1,2 triệu người. Phải di cư dân đúng là một trong những vấn đề gây tác hại nghiêm trọng nhất của dự án đập Tam Hiệp. Sau khi hồ chứa nước bắt đầu tích trữ nước, khoảng 129 thành phố và thị trấn đã bị ngập dưới làn nước và hơn 1,2 triệu người dân ở Hồ Bắc và Trùng Khánh phải di chuyển đến chỗ theo từng đợt. Những người di dân phải rời khỏi thị trấn quê hương của họ và chuyển đến Hồ Bắc và Trùng Khánh nằm bên ngoài khu vực hồ chứa nước, cũng như các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến và Quảng Đông để bắt đầu cuộc sống mới. Điều gì xảy ra đã đập Tam Hiệp bị vỡ? Nếu đập Tam Hiệp bị sụp đổ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối nước của hồ chứa sẽ được giải phóng trong một thời gian cực ngắn. Bờ sông nằm đối đập Tam Hiệp và thị trấn San Thị sẽ hứng chịu tác động trực tiếp từ dòng nước khổng lồ với những thiệt hại khủng khiếp về người và của. Hồ chứa nước của dự án đập Địa Châu sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Khu vực nằm phía dưới tuyến đường sắt thành phố Nghi Xương sẽ bị ngập nặng. Bờ kè của thị trấn Trụy Không, các địa phương nằm ở vùng thượng và hạ lưu thị trấn Địa Châu và thị trấn Thị Giang sẽ bị chìm dưới làn nước. Lưu vực cực đại của dòng nước bị vỡ đập sẽ đạt mức từ 100 triệu đến 237 triệu mét khối trên giây. Đỉnh lũ sẽ ập vào trung tâm kiểm soát nguồn nước của đập Địa Châu với tốc độ 100 km/h. Đỉnh lũ khi đó đạt tốc độ 310 km/h và dòng nước sẽ phá hỏng hoàn toàn đập Địa Châu trong phút chốc và tràn vào làm ngập toàn bộ thành phố Nghi Xương với tốc độ dòng chảy là 65.000 km/h.
và chỉ 45 giờ đồng hồ sau khi đập bị vỡ, mực nước ở thành phố Nghi Phương sẽ đạt mức cao hơn mực nước biển từ 64 đến 71 mét. Vào năm 1998, lưu lượng nước cực đại của lũ đo được trên sông Hương Tử là 60.000 mét khối trên giây, và đỉnh lũ theo tính toán trong trường hợp đập tam nhiệt bị vỡ sẽ lớn hơn gấp 37 lần đỉnh lũ của năm 1998. Dựa trên tính toán tốc độ của đỉnh lũ là 100 km/h và chảy theo đường dòng chảy của lũ. Một lượng nước lớn như vậy và tốc độ gây gớm như vậy có sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Điều này có nghĩa là sự kiểm soát nguồn nước Địa Châu sẽ bị xóa sổ với dòng nước chảy xiết. Với tốc độ nói trên, mực nước trung bình ở Nghi Phương hiện thấp hơn mực nước biển gần 50 m. Khi mực nước lũ đạt mức 67 đến 71 m trên mực nước biển, thành phố Nghi Phương khi đó sẽ nằm sâu dưới làn nước 20 m. Dân chúng ở Nghi Phương hầu như không còn cơ hội sống sót sau khi đập tam nhiệt bị vỡ, do đỉnh lũ sẽ tràn vào Nghi Phương chỉ trong thời gian nửa giờ đồng hồ sau khi đập bị vỡ. Chỉ tính riêng tại thành phố Nghi Phương sẽ có 500.000 người thiệt mạng. Hãy thử xem xét một mô hình mô phỏng khác trong trường hợp đập tam nhiệt bị vỡ. Dựa trên những số liệu được rút ra trong những điều kiện bất lợi nhất chứ không phải thuận lợi nhất, dung tích của hồ chứa nước đập tam hiệp là 39,3 tỷ mét khối nước. Trong trường hợp dấu hiệu chiến tranh xảy ra, hồ chứa sẽ tháo nước trong vòng 7 ngày xuống mức an toàn, khi đó chỉ còn 10 tỷ mét khối nước trong hồ chứa. Lưu lượng nước tự nhiên trong trường hợp bị vỡ sẽ là 60.000 mét khối trên giây, và khối lượng cực đại của đỉnh lũ trong trường hợp đập bị vỡ sẽ đạt 2,37 triệu mét khối trên giây. Lưu lượng nước lũ lớn nhất đo được cho đến nay trên sông Tương Tử là 110.000 mét khối trên giây vào năm 1870. Lần thứ 3 trên thế giới, lưu lượng nước cực đại của sông Lena của Nga là 189.000 mét khối trên giây. Năm 1967, lưu lượng lũ cực đại của sông Amazon của Brazil là 370.000 mét khối trên giây vào năm 1953. Và lưu lượng nước của đập tam hiệp khi bị vỡ sẽ là 2,37 triệu mét khối trên giây. Và như vậy, không cần phải nói đến cấp độ tàn phá của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Mô hình mô phỏng của nó trên vẫn chưa hề đề cập đến trải nghiệm 39,3 tỷ mét khối nước trong hồ chứa đập tam hiệp. Khi nước đầy tràn cũng như lưu lượng nước tự nhiên là 60.000 mét khối trên giây có nghĩa như thế nào? Thật khó có thể hình dung hết thảm họa mà sông Tương Tử gây ra trong một thời gian ngắn, không chỉ ở thành phố Nghi Phương thất thủ, một loạt thành phố và thị trấn khác như Sa Thị, Đồng Bằng, Giang Hán, thành phố Vũ Hán, thành phố Bắc Kinh ở Quảng Châu, tuyến đường Bắc Kinh, Cửu Long và thậm chí thành phố Nam Kinh đều không tránh khỏi tai họa. Vào năm 1968, nhóm điều tra của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, thủ tỉnh Tứ Xuyên đã nêu rõ trong một báo cáo rằng trong trường hợp nổ ra chiến tranh, đập tam hiệp sẽ là mục tiêu đầu tiên mà kẻ thù nhắm vào. Nếu đập này bị phá hủy, các thành phố lớn nằm ở trung và hạ lưu sông Tương Tử sẽ bị xóa sổ, hậu quả sẽ là không thể hình dung ra hết. Nói một cách đơn giản, đây sẽ là một sự tàn phá không thể ngăn cản được đối với vùng trung và hạ lưu sông Tương Tử, với mức độ lên gấp 10 lần những gì mà lũ lụt đã tàn phá khu vực này trong suốt 98 năm vừa qua. Bức tường khổng lồ sẽ ập đứng ván chỉ trong vòng 10 giờ, và tới Nam Kinh trong vòng một ngày, hàng nghìn mét khối nước sẽ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, và không thể hình dung dân chúng sẽ trốn chạy khỏi nước lũ như thế nào. Đồng bằng sông Tương Tử hiện là một trọng tâm của tất cả những gì được coi là tinh túy nhất của đất nước. Trung Hoa chiếm 38% của nước ngọt, 25% đất canh tác, 40% lượng ngũ cốc, 33% lượng bông, 66% lượng cá nước ngọt của 50 triệu dân. Về mặt quân sự, khu vực phía dưới đập tam hiệp giữ vai trò lực lượng chiến lược vô cùng quan trọng của Trung Quốc. Đập tam hiệp nằm ở vị trí hết sức cốt yếu, gây hết sức nhạy cảm trong toàn bộ hệ thống phòng thủ quốc gia của Trung Quốc. Nếu đập bị vỡ, toàn bộ hệ thống phòng thủ của quốc gia Trung Quốc sẽ chịu tác động mạnh mẽ cả về khía cạnh không gian lẫn thời gian, chưa nói gì đến thiệt hại về mặt vật chất của thảm họa. Có khu vực hạ lưu đập tam hiệp, các khu vực đồng bằng trung tâm trong quá khứ là cao trường của quân đội Trung Quốc, và hiện thì đó vẫn là điểm quân sự của nước này, có tới 45% lực lượng thuộc quân, 20% sư đoàn xe thiết giáp, 38% sư đoàn bộ binh và 100% sư đoàn không vận của quân đội Trung Quốc. Hiện triển khai ở khu vực này vẫn đang là nơi đồn trú của lực lượng dự trữ chiến lược và lực lượng cơ động chiến lược của Trung Quốc. Lực lượng cơ động và lực lượng dự trữ này hoàn toàn có thể vào vị trí bị động nếu đập tam hiệp bị vỡ, nếu lực lượng cơ động chiến lược của Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi, hậu quả sẽ rất tàn khốc. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình của Tin Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.